Đây là một thí sinh nam, đó chính là anh Ngọc Sơn. Ngọc Sơn. Ngoài việc phải cố gắng để thích nghi được với các món ăn mà bác sĩ đưa ra, mình còn phải chiến đấu với cả những cám dỗ xung quanh mình. Đó là những khi bật tivi lên phải nhìn vào màn hình với những hình ảnh đồ ăn rất là thơm ngon. Mình thực sự rất là thèm. Các chị gái ở Sài Gòn có tả về những món ăn rất là đặc biệt và phù hợp với tuổi teen. Nó làm cho mình càng thèm ăn hơn. Mỗi khi trên đường về chỉ muốn nhảy ra khỏi xe taxi và quán ăn ngay. Bất chấp kể cả ai ngăn cản mình, kể cả tốn bao nhiêu tiền mình cũng cần phải ăn. Phải quyết tâm giảm cân. Bình thường thì mình hay chạy khoảng tầm 500m đến 1 cây số thôi là mình đã giã rời chân và chỉ muốn đi bộ rồi. Tham gia chương trình chạy 5km ở công viên, 5 cây số đối với một người béo đó là quả một cái thử thách quá lớn. Hoàn thành xong được 5 cây số đấy, mình thấy mình thật là một thiên tài. Mình cảm thấy rất là nhớ nhà vì là một thí sinh nhỏ tuổi nhất nên các anh chị luôn luôn an ủi mình, động viên mình. Chưa bao giờ mình nghĩ mình có thể sống với 12 người mà lại có thể hạnh phúc được như thế. Kể cả bị loại hay không thì 12 người vẫn sẽ là một gia đình. Một gia đình đã mang đến cho mình rất nhiều niềm hạnh phúc và tiếng cười. Phạm Lịch đã hoàn thành phần thi của mình. Wow, một trận đấu bóng đá có 2 người thôi nhưng mà gây cấn kịch liệt. Xin mời ban giám khảo nhận xét về phần thi của Ngọc Sơn vừa rồi. Câu chuyện trong cái bài này nó rất là hay. Nhưng cái phần thể hiện của em thì đối với anh là không phải là một bài tốt nhất của em. Cái cảm giác của anh là em đang tập trung nhiều quá về cái gương mặt, về diễn mặt, về cái nhân vật của em. Xong mấy cái động tác của em nó hơi rối, nó không có rõ, nó không có sạch lắm. Cái mặt hơi bị over, quá đáng. Một kinh nghiệm rất là đáng để chúng ta lưu tâm đúng không ạ? Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Anh đang trông chờ một cái động tác khó hơn, nó nhảy nhiều hơn nữa. Nhưng mà tụi em vẫn đang biểu diễn nhiều hơn là nhảy. Anh hy vọng là sẽ vòng sau sẽ nhận được những cái bước nhảy thuyết phục hơn. Vâng, xin cảm ơn anh Hưng. Quý vị khán giả đang mong chờ nhận xét của anh Hoài Linh ạ. Tôi cảm thấy bị hẫng. Lúc đầu tiên khi em ra, tôi vẫn nghĩ rằng em là một người rất mê bóng đá. Khi em đói bụng như thế, mới ngủ dậy mệt mỏi như thế, thấy cô bạn mình nằm với quả bóng, đó là niềm đam mê của mình. Em bắt đầu chạy tới, giành lấy quả bóng ấy, coi như nó là lẽ sống của mình, coi như nó là cuộc đời của mình. Và cuối cùng em xem nó như là một cái gì đó nuôi sống cái tinh thần của em. Thì khi em cắn cái quả bóng đó, anh không nghĩ là em ăn quả bóng, bởi từ xưa giờ có ai ăn trái banh bao giờ đâu. Không phải Linh ơi, vì là theo em nghĩ là trong quả bóng có dán hình những thức ăn kìa. À chắc chắn là các bạn tưởng nó là đúng không? Rõ ràng là em diễn cái gương mặt em over thiệt. Chính vì cái tập trung vào cái nét mặt diễn của em, cho nên là có những cái động tác ở đây nó rất là lượng thuộm. Còn cái phần mà giao banh qua giao banh lại rất là đẹp. Anh hy vọng rằng với cái sự châm trước chút đỉnh dành cho em, bởi vì
thí sinh nhỏ tuổi nhất ấy mà. Thì để cho em cố gắng hơn. Và bây giờ là số điểm từ John Hy Trần. Anh biết em có khả năng làm tốt hơn thì anh sẽ đưa em 5 điểm, tại vì anh muốn em tiến bộ nha. Anh là Vĩnh Hưng ạ. Ở trong cuộc đời của mình á, đôi khi có một bài hát không hay, một tiết mục không tốt, không thể nào lấy đó đánh giá cả một quá trình hoạt động của mình, một sự quan của mình được. Cho nên anh sẽ động viên em bằng 6 điểm nha. Cảm ơn anh ạ. Còn anh Hoài Linh ạ. Và chú cũng gửi đến con 6 điểm. Ok. Vâng, xin cảm ơn anh. Điểm trung bình ban giám khảo dành cho bạn là 5,7 điểm. Chúc mừng bạn. Hãy bước lên và chinh phục chiếc cân với những nỗ lực giảm cân của bạn trong tuần qua. Cân nặng cũ của Ngọc Sơn 82,8, cân nặng tuần này của bạn 79,9, giảm 2,9, tương đương 3,5%. Tổng số điểm của bạn 9,2 điểm. Chúc mừng bạn.